Chiều ngày 22 tháng 1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đã tới thăm, trao quà cho các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết kỷ hợi. Tri ân các thương bệnh binh tại trung tâm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước, đồng thời khẳng định chăm sóc người có công là chủ trương và chính sách lớn nhất quán của Đảng và nhà nước. Mong muốn các thương bệnh binh tại trung tâm đón Tết kỷ hợi nồng ấm, tươi vui. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng 48 xuất quà cho thương bệnh binh tại trung tâm, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm tặng quà chúc Tết các gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trao tặng 100 xuất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình.